Tại Hà Giang, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hình thức buôn bán hàng hóa giả mạo trên các xe thùng lưu động. Mới đây, các lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 200 sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng khi đang được bày bán trên xe thùng tại thị trấn Vị Xuyên. Xe thùng này mang biển kiểm soát 29H47112 do ông Trương Tiến Lâm, hộ khẩu Hà Nội làm chủ. Các sản phẩm sai phạm chủ yếu là túi sách, giày, ví cầm tay, ba lô, nghi được làm giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng. Qua đấu tranh ban đầu, chủ hàng khai nhận mua gom số hàng hóa này tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi mang đi các tỉnh miền núi tiêu thụ với giá bán dao động từ 150 đến 300.000 đồng một sản phẩm.